Xin chào các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ lại làm những video tô màu để gửi đến các bạn. Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ tô màu để gửi đến cho các bạn những sản phẩm tuyệt vời. Chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và hôm nay mình sẽ lại tiếp tục làm những video tô màu để gửi đến các bạn đánh giá xem trình độ của mình tới đâu. Lại với kênh YouTube của mình, và đằng sau mình đây đều là những sản phẩm do mình làm ra. Chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục tô màu. Đầu tiên thì mình sẽ dùng màu đỏ. Nào An ơi, không người câu. An ơi, không người cái đấy, con cất đi, con cất đi, con lấy ở đây. Đâu cái hộp này con cầm ra, con cất cái đấy đi. Ôi, cái hộp nãy không? Tiếp đấy là màu xanh. Đâu có hộp không vẽ đâu. Cất đi. Vợ đi, tuyển ảnh đâu. Cái hộp không vẽ đâu. Đi lên trên nhà chơi đi. Tổng á, tí rồi dắt em lên, dắt chị lên trên nhà chơi đi lên. Kia lại thuộc mà kia cái ra kia túi em đi lấy màu đấy, không lấy màu này sao? Ừ đúng rồi, không ngoan đi nào nha, cho em tô nữa đây, mang ở đây không chỗ này nó sạch tít nha. Nào mang vào trong đây này ngồi nó sạch. Có chị có biết tô. Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ lại tiếp tục tô màu. Đầu tiên mình sẽ dùng màu vàng. Nào
cho em tô nữa. Lấy cái giày nào, lấy hết giấy của bố đi, nó đánh nó. Tít. Nước ở đâu mang vào đấy, bẩn thế. Hả? Mang vào chỗ này cho nó sạch. Nhanh. Rồi em tu nữa ha. Mang vào đây, mang vào chỗ này này cho nó sạch. Cho em bé chơi nữa. Vậy là mình đã tô màu xong. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video. Tiếp theo mình sẽ dùng màu vàng. Ui ui, ăn được đến nhiều thế. Nga ơi. Vậy là mình đã thu màu xong. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video.